Hi, xin chào các bạn, ở đây mình đang có một con động cơ điện Hyosung và công suất mình lựa chọn ở đây là 5.5 kW. Con này có cân nặng là 70 kg đó các bạn, cũng khá là nặng. Trong khi đó cân nặng của mình hiện tại là 80 kg. Em cân nặng bao nhiêu ký? 65 kg. Động cơ điện của chúng ta cân nặng là 70 kg. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cấu tạo bên trong của con động cơ điện Hyosung. Chúng ta hãy cùng xem bên trong động cơ điện này nó có những cái linh kiện như thế nào và nó tạo thành một cái sản phẩm động cơ điện chất lượng ra sao. Mời các bạn cùng xem video. Và trong video ngày hôm nay thì có bạn Trường kỹ thuật ở đây sẽ hỗ trợ cho chúng ta tháo các thiết bị này ra và chúng ta cùng xem ở bên trong nhé. Mời các bạn cùng xem. Đầu tiên Trường sẽ tháo cái phần nắp chụp quạt ở phía sau ra nha các bạn. Mình chỉ là một nhân vật phụ trợ đi theo để mình hỗ trợ cho Trường. Ở cái phần phía nắp chụp quạt các bạn, nó có tới 4 cái con ốc lần. Xin làm phụ tá của Trường một hôm. Phải vậy không em? Đây là cái phần chụp quạt của động cơ điện. Ở phía sau này các bạn thấy ở đây nó có một cái phần cánh quạt nè. Và Hyosung họ sơn tất cả các linh kiện này luôn. Từ cái nắp chụp quạt cho đến phần cánh quạt cũng là màu xanh hết nè. Một cái màu xanh đặc trưng nè các bạn. Có một điều mình thường hay chia sẻ với các bạn rất là nhiều về cái hộp đấu điện của động cơ điện Hyosung nè. Một cái kích thước cũng khá là to các bạn, công suất nhỏ cũng vậy. Các bạn nhìn vào là thấy Hyosung họ tập trung vào cái chỗ này cũng khá là nhiều đấy các bạn. Và mình cũng có một vài cái quan điểm thắc mắc là lý do tại sao nó được làm to và dày như thế này các bạn. Và bên trong cái hộp điện thì chúng ta các bạn sẽ thấy được là Hyosung họ bỏ chúng ta một cuốn sổ hướng dẫn nè về điện Hyosung. Và đây là cái phần sơ đồ đấu điện của cái phần hộp điện này. Các bạn sẽ thấy nè, có một cái lớp ron ngay tại vị trí này thì nó sẽ ngăn bụi và nước vào bên trong. Đây là cái phần cánh quạt ở phía sau đuôi của động cơ điện này các bạn. Sau khi tháo 4 cái vị trí vít này ra các bạn thì chúng ta sẽ lấy cái phần nắp đuôi ra trước và sau đó lấy cái rotor ra. Wow, đây các bạn. Wow, nặng lắm các bạn. Thì các bạn thấy với cái rotor của động cơ điện Hyosung thì ở đây nè, vòng bi, nhà sản xuất động cơ điện Hyosung họ trang bị cái vòng bi FAG ở đây ha các bạn ha. Các bạn có thể nhìn ở trên đây nè. Đây này các bạn, thương hiệu FAG. Đó, mình bôi đi cho các bạn xem. Đó. Thì đây là vòng bi FAG, thì các bạn thấy là vòng bi này nó có hai cái phần nắp chặn ở đầu nha các bạn. Phần phía ngoài là phần trục cốt nè. Và các bạn lưu ý những cái điểm cân bằng ở trên cái rotor của chúng ta nè. Các bạn thể quan sát được chi tiết như thế này. Đây là những cái điểm cân bằng. Tổng trọng lượng của con motor điện này là 70 kg. Các bạn cùng xem riêng cái phần rotor và cái vòng bi này nó cân nặng bao nhiêu mà. Đây là cân nặng của cái rotor và nó bao gồm luôn hai cái vòng bi. Các bạn xem nè. 14 kg riêng của cái rotor với cái vòng bi này các bạn. Các bạn có thể xem cận cảnh chi tiết ở bên trong cái phần cuộn dây này, rất là đẹp. Và ở đây Hyosung họ sử dụng cái dạng đồng chất lượng cao các bạn ha, thì các bạn cũng biết là nó sẽ giảm nhiệt rất là tốt và nó sẽ giảm cái tiêu hao năng lượng. Và đồng thời với đồng chất lượng cao thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái hiệu suất của động cơ điện. Và những cái linh kiện mà nó ảnh hưởng đến cái hiệu suất của động cơ điện, các bạn cũng thể biết là với cái cuộn dây nè, đồng chất lượng đồng bên trong cái động cơ điện. Và cái thứ hai nữa là cái vòng bi ha. Cái vòng bi nó cũng là một cái linh kiện ảnh hưởng rất là nhiều tới hiệu suất hoạt động của động cơ điện. Thì Hyosung họ trang bị hai cái thương hiệu vòng bi trên động cơ điện, một là FAG, hai là KBC, thương hiệu Hàn Quốc các bạn ha. Và hai cái phần nắp trước và nắp sau.
Thì các bạn thấy ở với cái nắp trước là nó sẽ có một cái phớt, thì cái phớt này nó sẽ ngăn chặn cái bụi ở bên trong cái con động cơ điện của chúng ta. Hyosung họ làm cái phần nắp trước và sau nó rất là dày và chắc chắn. Mình sẽ cho các bạn xem về cái độ dày mà cái nắp trước của con 5.5 kW này nó sẽ dày như thế nào ha. Đây nha các bạn. Đây là cái độ dày của cái nắp trước và nắp sau. Thì các bạn thấy là với cái phần hộp điện Hyosung họ làm cũng rất là dày và chắc chắn. Đây là cái độ dày của cái bóp điện này các bạn. Thì sau khi quấn dây xong có một cái lớp keo cách điện nó được phủ ở trên cái phần dây đồng này các bạn. Chi tiết các phần dây ở bên trong quấn được rất là đều, đẹp và chắc chắn các bạn ha. Thì các bạn cũng có thể thấy là ở trên cái phần hộp điện của chúng ta luôn có một cái vị trí tiếp mát. Đây chính là cái vị trí tiếp mát. Khi chúng ta đấu điện vào chúng ta sẽ đi một sợi mát ra ngoài ha các bạn ha. Và với những cái công suất nhỏ thì nó có một cái vị trí tiếp mát nằm ở trong cái hộp điện như thế này. Còn những cái con công suất to thì nó sẽ có thêm một cái vị trí ở cái phần chân các bạn. Thì riêng với cái công suất 5.5 kW này thì ở đây nó chỉ có một cái vị trí tiếp mát. Thì vừa rồi các bạn đã được xem qua tất cả những cái linh kiện ở bên trong một con động cơ điện Hyosung, cụ thể ở đây là con 5.5 kW. Về sản phẩm có chất lượng hay không thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào các linh kiện ở bên trong động cơ điện. Chẳng hạn như là dây đồng hay là vòng bi và những cái linh kiện khác cấu tạo thành một cái con động cơ điện. Đó là những cái gì mà Hyosung họ khẳng định với người tiêu dùng là sản phẩm chất lượng. Thì các bạn cũng đã xem qua được những cái sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể đánh giá được phần nào về cái chất lượng sản phẩm dựa trên từng chi tiết linh kiện mà Hyosung họ đã làm ra và các bạn cũng đã được xem ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video sau cùng nhau tìm hiểu chi tiết sâu hơn về sản phẩm động cơ điện Hyosung. Xin chào và hẹn gặp lại.